Ngày hôm nay, tờ báo China News của Trung Quốc đã đăng tải thông tin về việc nước này bắt đầu tổ chức đợt diễn tập trái phép tại đảo Phú Lâm thuộc quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Cuộc diễn tập này dự kiến sẽ kéo dài trong vòng một tuần. Theo tờ báo này, thì cuộc diễn tập đã bắt đầu vào ngày hôm qua mùng 6 tháng 1 với sự tham gia của hơn 20 tàu thuyền và 260 người tham gia diễn tập. Các hạng mục diễn tập được thực hiện gồm hành trình biên đội tàu, cứu hộ cứu nạn và ứng phó với các tình huống khẩn cấp trên biển, tiến hành kiểm tra các tàu thuyền vi phạm, các tàu nước ngoài đánh bắt trái phép và cuối cùng tổ chức tuần tra thực thi pháp luật liên hợp trên biển trong thời gian 7 ngày. Mục đích Trung Quốc đưa ra là nhằm nâng cao năng lực tìm kiếm cứu hộ và thực thi pháp luật chung giữa các lực lượng chấp pháp và bảo vệ chủ quyền, lợi ích biển của nước này. Trước đó, thì vào tháng 10 năm 2014, Trung Quốc đã thực hiện một loạt các hoạt động xây dựng trái phép trên đảo Phú Lâm. Ngoài ra, Trung Quốc cũng đã ngang nhiên công bố hoàn thành đường băng dài 2.000m trên hòn đảo này. Thưa quý vị, chúng tôi cũng xin được nhắc lại rằng, đây không phải là lần đầu tiên Trung Quốc tiến hành diễn tập trái phép trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Không chỉ Việt Nam đã nhiều lần lên tiếng kiên quyết phản đối, mà nhiều quốc gia trên thế giới cũng đã cho rằng đây là hành động đơn phương mang tính gây hấn của Trung Quốc trên Biển Đông.